Truyền hình Việt Đức VDTV xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời sự và bình luận của chúng tôi hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2022, có những nội dung chính sau đây. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2022, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức kỷ niệm 6 năm ngày thành lập. Và chúng tôi nhận thấy có Ngài Đại sứ Vũ Quang Minh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có mặt ở nơi đây. Kính thưa các anh chị, cái điều đặc biệt và vinh dự nhất của Hội Người Cao Tuổi hôm nay, chúng ta tổ chức 6 năm, nhưng trước hết là các anh các chị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật to đón chào Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta, người gần gũi thân thiết với hội. Có đôi lời xin trân trọng kính mời đại sứ. Kính thưa tất cả các bác, các anh các chị và các quý vị, hôm nay thì thực sự tôi rất là vinh dự được đến dự cuộc họp của hội ta. Và đặc biệt là hôm nay như bác Đồng Sư Dính nói là kỷ niệm 6 năm thành lập hội, đúng không? Thực ra là tôi rất là muốn được đến tham dự, không với tư cách là đại sứ hay là khách đâu ạ. Mà thực ra là tôi nghĩ là tôi đang một phần của hội rồi ạ, thì mong là hội sẽ kết nạp tôi. Kính thưa các bác này, nói chung kể từ khi tôi đến nhận nhiệm vụ ở đây là mới được có 3 tháng thôi, nhưng một điều mà tôi vẫn nói chuyện với bạn bè tôi ở Việt Nam cũng như bạn bè tôi khắp thế giới là điều tôi hết sức kinh ngạc nhiên và hết sức khâm phục, đó là các bác các anh các chị cao tuổi ở đây còn cực kỳ minh mẫn, sáng suốt, khỏe mạnh. Các bác các anh chị cho chúng tôi một điều hy vọng là đến một chút tuổi thì các anh chị vẫn yêu đời, vẫn hạnh phúc, vẫn ca hát, vẫn làm thơ, và như một số các bác các anh chị còn chơi golf xuất sắc hơn tôi rất là nhiều. Tổng bí thắng thì tôi học tập cả ngày hôm nay không theo kịp lắm. Thì các bác anh chị ở đây như tôi vừa nói, tôi rất là hạnh phúc và thấy các bác anh chị đều rất là tích cực, đầy năng lượng và tiếp tục đóng góp cho cuộc đời này, đóng góp cho cộng đồng. Và cái cuộc gặp ngày hôm nay thì tôi hiểu là không những chỉ có các anh chị mà còn cả gia đình, đúng không? Còn các phu nhân, phu quân. Và thực sự muốn nói thì cá nhân tôi có một điểm này tôi muốn chia sẻ thôi. Ở Đức này thì tôi hiểu rằng họ coi những người có tuổi một chút là từ 65 tuổi trở lên, đúng không? Và tuổi thọ chúng tôi thấy là đứng hàng đầu thế giới rồi. Trung bình của nam giới là 78, còn nữ giới là 85. Thế là trung bình ấy. Và tôi thấy là cộng đồng chúng ta còn vượt cao hơn cái tuổi thọ trung bình, đúng không? Không những chỉ đạt cao hơn tuổi thọ trung bình mà còn mạnh khỏe hơn, minh mẫn hơn, năng động hơn và thực sự là yêu đời hơn. Thì chúc mừng tất cả các anh chị ạ. Một điểm mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều tự hào là các bác các anh chị và chúng tôi, những người đã có tuổi một chút, chúng ta có một cái vốn quý và không máy móc nào, không máy tính nào, không kỷ nguyên số nào thay thế được, đó là cái ký ức, đó là kinh nghiệm xã hội, đó là vốn, đó là vốn xã hội, cái tình cảm, cái sự kết nối và là người duy trì cái truyền thống và các giá trị của cộng đồng. Thì tôi cũng rất là mong và kính chúc các bác các anh chị tiếp tục đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc duy trì cái giá trị của cộng đồng Việt Nam, cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam và để chuyển giao thế hệ tương lai. Chúng ta có thế hệ 2, thứ 3. Còn một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn lời mời các bác, các anh chị, các chủ tịch. Và tôi một lần nữa muốn bày tỏ rằng tôi rất tự hào của cộng đồng chúng ta, tự hào là các bác, các anh chị là tấm gương. Và chúng tôi mong các anh chị tiếp tục sức khỏe, nhiệt huyết, tình yêu cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn. Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh đã tặng lãng hoa tươi thắm cho Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và Đại sứ cũng vô cùng phấn khởi đón nhận bó hoa của Hội tặng nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày thành lập. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc chương trình, Đại sứ Vũ Quang Minh và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, chúc Hội Người Cao Thường trực Tuổi Ban Việt Nam Cộng đồng đã chụp ảnh chung cùng các thành Đức viên mạnh trong khỏe Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và cùng hát vang ca khúc Như Có Bác Hồ trong ngày đi.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Việt Nam, Câu lạc bộ Báo chí Người Việt ở Berlin đã tổ chức giao lưu và bầu ban chấp hành mới khoa 2. Đến dự và giao lưu với những người làm công tác báo chí cộng đồng ở thành phố Berlin, có Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Tiến sĩ Vũ Quang Minh, và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư thứ hai, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2022, Ngày Báo chí Việt Nam. Câu lạc bộ Báo chí Việt Nam tại thành phố Berlin, chúng tôi rất là vinh dự được Đại sứ Vũ Quang Minh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến tặng hoa và chúc mừng các nhà báo cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Berlin. Thay mặt Câu lạc bộ Báo chí Người Việt Nam ở thành phố Berlin, Chủ tịch Câu lạc bộ ông Nguyễn Khắc Hùng đã khai mạc. Lời khai mạc của mình, ông Nguyễn Khắc Hùng đã nêu bật những cái đặc điểm đặc trưng của Câu lạc bộ Báo chí Người Việt ở thành phố Berlin. Trong phần tổng kết cái công tác của hội, ông Nguyễn Khắc Hùng đã nêu bật những hoạt động do phóng viên báo chí cộng đồng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các phóng viên đã cùng với cộng đồng và nhân dân Đức chống đại dịch COVID-19. Nói chuyện với các phóng viên báo chí cộng đồng người Việt ở Berlin, Đại sứ nhấn mạnh về vai trò truyền thông. Tôi cho rằng mỗi nhà báo chúng ta, mỗi nhà báo chân chính chúng ta đang có mặt ở đây đều là những người cách mạng. Bởi vì mục tiêu tất cả chúng ta đó là làm sao để cho ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua và thế giới ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Chúng ta thực sự là người làm cách mạng với cái góc độ là làm thay đổi, muốn đem lại điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Và như vừa rồi, tất cả chúng ta rất là xúc động, cá nhân tôi thì rất là ấn tượng khi được lắng nghe bài phát biểu và tổng kết đánh giá hoạt động của câu lạc bộ báo chí của chúng ta trong một năm qua, một năm đầy sóng gió, hết sức khó khăn. Nhưng có lẽ là Cộng hòa Liên bang Đức là nơi mà chúng ta có cái phong trào, có lực lượng và những quý vị làm công tác báo chí cộng đồng mạnh nhất mà tôi được chứng kiến. Và cũng thực sự là tôi cảm nhận được cái uy tín cũng như là tầm ảnh hưởng của các nhà báo trong câu lạc bộ báo chí nói riêng và của báo chí cộng đồng nói chung ở Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng ta biết được cả nữa đó là trách nhiệm. Nhân dịp này, Đại sứ cũng nhắc nhở về trách nhiệm của các nhà báo, bản lĩnh các nhà báo với ngòi bút tác phẩm của mình sao cho tác động giúp cho cộng đồng đoàn kết và phát triển ngày càng mạnh mẽ và tốt đẹp hơn. Mong quý vị luôn luôn sức khỏe để hoàn thành cái trọng trách và sứ mạng cao quý của mình. Xin chân thành cảm ơn. Sau lời phát biểu của mình, Đại sứ Vũ Quang Minh đã chụp ảnh chung với các phóng viên báo chí cộng đồng tại thủ đô Berlin. Thưa quý vị và các bạn, trong phần giao lưu thảo luận, các ý kiến góp ý của bà Trịnh Thị Mùi, ông Phạm Ngọc Kỳ và ông Nguyễn Đức Thắng đã góp ý cho câu lạc bộ cần mở rộng để có thêm nhiều hội viên và có những hoạt động phong phú và thiết thực hơn. Cũng trong cuộc họp lần này, câu lạc bộ đã kết nạp thêm các thành viên mới, đấy là ông Vũ Lương, ông Quang Trí và ông Phạm Ngọc Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, sau khi câu lạc bộ báo chí Berlin tiến hành kết nạp thêm các thành viên mới, thì câu lạc bộ đã tổ chức tiến hành đại hội và đã bầu ra ban chấp hành mới. Ban chấp hành mới gồm có 4 người. Đấy là ông Nguyễn Khắc Hùng, ông Phạm Ngọc Kỳ, bà Hà An và ông Lương Cường. Trong đấy, ông Nguyễn Khắc Hùng, tức Hùng Lý, làm chủ tịch và phó chủ tịch là ông Phạm Ngọc Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự cộng đồng người Việt ở Đức xin tạm dừng ở đây. Một lần nữa, nhà báo Huy Thắng xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.